Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Mazda 3S. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân ở Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Cái đồng hồ này là chúng tôi cũng để nguyên, chúng tôi không tua quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phiên bản Mazda 3S 1.6. 1.6 như là cái phiên bản S, tức là Sport thể thao ạ. Cho nên là hộp số tự động 4 cấp và chạy rất là bốc, rất là khỏe quý vị và các bạn nhé. Phiên bản Sport thì quý vị các bạn cũng biết rồi. Và chiếc xe này nó là màu xanh này của Mazda, hay còn gọi là màu xanh thiên thanh đấy ạ. Đấy, ngày xưa Mazda nó ra cái màu xanh này gọi là màu xanh thiên thanh. Bây giờ thì có màu xanh mới là Carbonsai rồi. Còn đây là cái phiên bản này, màu xanh da trời hay còn gọi màu xanh thiên thanh đấy ạ. Nhìn về bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng đã biết được rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option, từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, xi nhan trên tai, cửa nóc, đèn pha bi xê nông, đèn led, đèn gầm, đủ hết cả rồi. Đây là cái cụm đèn led, đèn pha bi xê nông đây quý vị các bạn nhé, đèn gầm này đấy, rất là đẹp rồi. Và la răng đúc quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì là chiếc xe này là cũng có đôi phần là xước sát quý vị các bạn nhé. Đây, tôi quay sát vào thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Chúng tôi mua về là nó xước như thế nào là chúng tôi để nguyên như thế vậy đấy ạ. Cũng vừa có đánh bóng đi một chút và cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên. Và sau đây thì tôi sẽ quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Nó xước sát một chút về phần bên ngoài thôi, nhưng cơ bản nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Và đây là cái dàn lốp của nó, là dàn lốp Michelin mà chủ xe đang sử dụng đấy ạ. Dàn lốp này chắc là dàn lốp thứ hai rồi và còn rất là đẹp, rất là dày quý vị và các bạn nhé. Đấy, dàn lốp thứ hai của xe rồi và còn rất đẹp, dày đấy ạ. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì không có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả, chỉ có xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi. Những cái việc xước sát nhỏ nhẹ như thế này thì ở Hà Nội thì không thể tránh khỏi được quý vị các bạn ạ, vì là đường phố thì chật hẹp, rất là đông đúc ạ. Và cái cụm đèn đây, cụm đèn cũng rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị nứt vỡ gì cả hay là xước sát gì cả đâu. Cụm đèn thì còn rất là đẹp đấy ạ. Xịt đèn cũng đã được trang bị đèn pha bi xê nông, đèn gầm, logo cũng còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cụm đèn pha. Đấy, tôi quay thật sát, thật chi tiết vào để cho quý vị và các bạn biết được là chiếc xe này chất lượng nó còn như thế nào nhá. Đấy, dàn lốp này, này, từ cái la răng cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Cụm đèn hậu đây ạ, đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị và các bạn này. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả, chưa va chạm gì cả. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi, đầu DVD, màn hình, camera lùi, đủ cả. Đấy, đèn rất là đẹp rồi. Hôm nay thì thời tiết nó rất là nắng bức, rất là nắng đấy ạ. Thời điểm lúc này là đang rất là nắng, cho nên là tôi quay thì là dưới cái ánh nắng thì là nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ lộ đâm đụng hay va chạm nền mà nó không đẹp thì dưới ánh nắng này nó sẽ rất là lộ quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây này, trời râm thì là không phát hiện ra được những cái vết xước hay là những cái vết làm lại đâu, nhưng mà trời nắng mà để ra như thế này là rất là lộ, nếu như mà cái nền mà nó không phẳng, không đẹp là nhìn thấy luôn đấy ạ. Đấy, tôi quay góc chéo này để quý vị các bạn thấy được nó đẹp hay không, thì quý vị các bạn cũng có thể tự đánh giá được cái chất lượng. Chứ nhiều người cứ hay gọi điện cho tôi hỏi là chất lượng nó còn được bao nhiêu phần trăm, thì nói thật với quý vị và các bạn, những người bán xe thì thường là người ta chẳng có ai lại bảo là xe của tôi xấu lắm ạ. Cho nên là tôi muốn quý vị các bạn cũng tự xem video mà tôi quay, bao giờ tôi cũng quay phải chi tiết để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như keo chỉ bên trong của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này cũng còn nguyên bản hết ạ. Tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Tôi rút cái chìa khóa ra cho nó đỡ kêu cái đã. Đấy, rút cái chìa khóa ra thì nó mới đỡ kêu quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề còn nguyên bản hết này, rất là đẹp luôn đấy. Gương chiếu hậu gập điện, đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, bấm gương gập điện này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn đấy quý vị các bạn ạ. Nội thất thì rất là mới, và nội thất da, đây là cái nội thất da nguyên bản của xe, cho nên là rất là da xịn rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, cửa nóc này, trần này,
nỉ trần này, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Và chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua về chiếc xe này đi rồi, cho nên là nó đẹp lắm đấy ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước. Máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đây từ những cái bậc cửa đây quý vị các bạn xem này. Quý bạn xem nhá, cái bậc cửa này nếu như chạy nhiều hay chạy ít, hoặc là chủ cẩn thận hay không cẩn thận ấy, là những cái phần nhựa này nó sẽ xước sát hết rồi. Như đây nó còn rất là đẹp này. Đấy. Và tiếp theo là tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên hết đây này. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết ạ. Đây. Ốc bản lề còn nguyên. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Từ năm 2014, chiếc xe được sản xuất năm 2014 đến bây giờ sử dụng đã là hơn 6 năm rồi. Và nó còn mới, còn đẹp như thế này thì phải nói là chủ xe đi cũng giữ gìn đấy ạ. Đấy, giữ gìn thì nó mới đẹp như này. Đây quý vị bạn xem là cái má ghế nhé, còn nguyên, rất là đẹp, rất là mới ạ. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng lên xe để xem về cái phần táp lô này, đồng hồ này. Đấy, tôi sẽ phải bật cái chìa khóa này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy. Đồng hồ công tơ mét là chạy chuẩn 8.8 km rồi nhá. Đồng hồ này là chuẩn, chúng tôi không tua đâu ạ. Đấy. Đồng hồ là chuẩn, không tua. Vô lăng cần số cũng còn nguyên hết ạ. Đây, cần số đây, vô lăng, tay phanh này. Còn rất mới, rất đẹp. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình, camera lùi, đủ cả rồi. Không còn thiếu một cái gì nữa. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là cái cửa nóc đây quý vị các bạn nhé. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của xe nhé. Cốp sau cũng là cốp điện rồi quý vị và các bạn ạ. Đây, có thể mở trên chìa khóa. Đấy, đây là cái cốp sau này cũng đã được trang bị là cái cốp điện rồi. Phiên bản Mazda 3S. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Cái cốp này cũng rất là chắc chắn. Đấy, đầu tiên là quý vị bạn xem về cái phần ốc cốp đây này. Ốc cốp còn nguyên hay không đây này. Đấy, ốc còn nguyên quý vị ạ. Ốc còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên luôn này. Keo chỉ còn nguyên. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía sau. Đấy. Cốp sau rất là đẹp. Và ở cái phiên bản sedan thì cái cốp nó cũng rất là rộng. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận nên quý vị bạn này vẫn còn giữ nguyên được cái bộ thảm nguyên bản theo xe nhé. Chúng tôi vừa mới dọn dẹp xong là vừa mới giặt cái bộ thảm này, cho nên là chưa phơi ra được. Cho tôi vẫn đang để cái cốp sau đây ạ. Vừa mới giặt xong đấy. Còn đây là cái lốp sơ cua đây quý vị các bạn nhé. Lớp sơ cua cũng rất là đẹp này. Phụ tùng đồ nghề đầy đủ hết luôn đấy. Đấy, đây là cái phần lớp sơ cua. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới, rất là nguyên bản. Và đầy đủ hết đồ từ cửa nóc, đèn bi, đèn led, đèn gầm. Không thiếu một cái gì cả. Đấy. Một cái hãng xe hơi lớn của Nhật Bản đã sản xuất ra chiếc Mazda 3S 1.6 2014 này. Và đây là cái lốp, dàn lốp của nó còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Dàn lốp Michelin còn rất là dày, la răng cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. La răng đúc. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đầu tiên thì cũng mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ có nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn đấy ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị và các bạn nhé. Cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước. Nội thất thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau này, từ ốc bản lề nguyên bản luôn này, chưa có tháo này. Đấy. Keo, gioăng các thứ đầy đủ hết và còn nguyên bản. Nội thất thì rất là mới, rất là đẹp.
cái da nguyên bản keo xe này thì nó rất là xịn quý vị các bạn ạ. Nếu như làm rồi là cái da nó không được xịn như cái da keo xe này đâu. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã mua thêm cả lót sàn cao su. Bộ thảm nguyên bản của xe là vẫn còn ở đằng sau, tôi vừa để cốp đấy quý vị bạn nhé. Đã có lót sàn da rồi này, trải sàn da rồi. Đủ hết luôn rồi. Cho nên quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa. Và đây chính là cái phần động cơ của chiếc xe nhé quý vị và các bạn ạ. Đầu tiên thì chúng tôi vẫn mời quý vị và các bạn đi xem về cái ốc cabo đã nào. Đây là cái phần ốc cabo này. Ốc cabo nguyên bản, chưa có một cái vết tháo nào ra. Keo chỉ cũng nguyên bản luôn. Keo chỉ nguyên bản hết đây quý vị và các bạn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì từ đằng trước này. Trước sau bốn cánh cửa đều còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên. Và bên là cái ốc giảm sóc này. Toàn bộ những cái ốc, từ ốc giảm sóc cho đến những cái ốc tai, ốc xương đầu của chiếc xe này, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới. Động chiếc xe này thì Mazda cũng đã trang bị cho phiên bản Mazda 3S này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít và cái động cơ 1.6 lít như nó ở cái phiên bản S như là thể thao, chạy rất là khỏe. Thì về cái phần động cơ thì tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn. Tôi chỉ muốn giới thiệu cho quý vị các bạn là những cái ốc này, từ những cái ốc chân máy này cho đến cái ốc mặt máy này, nó còn nguyên bản này. Điều này là còn nguyên bản thì chứng tỏ là nó không có bị đâm đụng hay là không có bị ngập nước, không có phải làm lại máy, nó còn nguyên hết. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3S 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3S 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhanh chóng thôi. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và xin phép quý vị và các bạn cho nên được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.